Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Bình luận viên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Ly. Đây là cặp đấu rất hấp dẫn, kịch tính phía trước. Đi chụp hình ông kính đưa Lâm là tem của Phong Tân Hiệp tai biến. Sự xuất hiện của Hoài Hận, Chí Thông, Phát Xích, Treo Lồng Chiến Hai, Tiên Đàn và Trung Lương. Còn bên kia là cái tem Thiên Tân, Nồng Cốt, Bãi Biển, Lâm Tới, Quy Nhóc, Bình Minh, Sang Thứ, Đăng Méo và Lý Quốc. Cái tem bên kia là ứng cơ viên vô địch cho cái giải lần này, cùng với tem của Vũ Arsenal và Tú MC Hoàng Mai, Tân Hiệp Long Thành hôm nay. Tem của Thiên Tân vừa rồi đang lấy giải vô địch tại Bình Phước, Bình Long, đối đầu với Tú MC. Và một set thứ hai kịch tính, may mắn và cuối cùng đã vào bờ an toàn với chức vô địch tại Bình Long, Bình Phước vừa rồi. Tỷ số hiện tại giờ là 1-2. Còn đây là giải của sân Tấn Phát, cùng Vinh đồng tài trợ cho cái giải này. 324/6, phường Phú Hòa, Lê Hồng Phong, thủ vào 1 Bình Dương sẽ ra sao? Hiện tại bây giờ các bạn không, khâu kỹ thuật đang lèo trèo nóc nhà lấy bóng xuống luôn rồi các bạn. Một, hai. Bình Minh tiếp tục, quá ghê. Hai pha kết thúc của Bình Minh. 3-1. Tỷ số tại giờ là 2-3. Đói bụng rồi các bạn ơi. Ba đều. Chưa lấy cơm ăn đi. Một pha tranh chấp tốt của Phật Xích. Bốn ba. Và lỗi kỹ thuật của Phật Xích. Và xử lý hay của Chi Đông. Đây là lần đầu tiên Chí Thông đối đầu với Sa Thứ, người đồng đội của mình sau bao năm. Và cái thích tốt của Đằng Méo. Điểm cho đội Thiên Tân 6-4.
và chân bóng tốt của đội Thiên Tân Bình Nghiệp của Bình Minh quý nhất. Đó bố. Cao Sơn dùng bằng. Cái bốn này mang sáu đều một ba lỗi tiền một của Đăng Mập Đăng Mèo xin lỗi các bạn Đăng Mèo sáu đều phải cái phải rồi quá hay cho phát xích vừa rồi 76 này mới là cung quay hận 87 tỷ số tạo giờ 8 đều trận đấu đang rất hay. Vẫn còn tiếp tục. Và phản công tốt lên tới. Bóng tốt. 18. Quá đáng tiếc cái phát xích vào bóng rồi. Bóng rơi lên lẫn tới cho bay ra ngoài. 11-8. Chín mười hai. Tỷ số tại giờ là 13-9. Và kết thúc tốt của Patrick 10-13. Hiện tại bây giờ đội hình đó là Sang Tứ, Đăng Mèo, Bình Minh và Lý Quốc đang đứng trên sân. Và xử lý hay của Lý Quốc 14-10.
Một số điểm cho phòng công nghiệp 11, 14. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến là hết. Xin chúc mừng Tam Thiên Tân bãi biển Nồng Cốt 15-12 vào bờ quá an toàn. Thank you.